Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 64, phẩm và pháp giới thứ 39, phần 5. 7. Hiệu xả yêu bà di, phó thác thứ 7, bất thối trụ. Bây giờ thiện tài đồng tử, nhờ sức thiện tri thức, nương theo lời dạy thiện tri thức, nhớ lời nói của thiện tri thức, đối với thiện tri thức, thâm tâm mến thích, bèn nghĩ như vậy. Nhờ thiện tri thức khiến cho tôi được thấy Phật, nhờ thiện tri thức khiến cho tôi được nghe Pháp. Bậc thiện tri thức là thầy dạy tôi vì chỉ dẫn cho tôi các Phật Pháp. Bậc thiện tri thức là con mắt của tôi vì khiến cho tôi thấy Phật như hư không. Bậc thiện tri thức là chiếc đò của tôi vì khiến cho tôi được vào ao sen của chư Phật Như Lai. Lúc đó, thiện tài đồng tử nhờ xuất gia bị thiện tri thức, tỳ kheo hải tràng, nương theo lời dạy thiện tri thức để tu hành, thường nhớ lời nói của thiện tri thức không quên. Đối với thiện tri thức, trong thâm tâm rất mến thích, bèn nghĩ như vậy. Nhờ thiện tri thức mà khiến cho tôi được thấy Phật, nhờ gần gũi thiện tri thức mà khiến cho tôi được nghe Phật Pháp. Cho nên bậc thiện tri thức là thầy dạy tôi vì các ngài chỉ dẫn cho tôi học tập các Phật Pháp. Bậc thiện tri thức là con mắt của tôi vì khiến cho tôi thấy Phật như hư không, biết hư không là vô tướng mà Phật cũng như thế. Bậc thiện tri thức là chiếc đò của tôi vì chỉ dẫn tôi chứng nhập vào ao sen của tất cả chư Phật Như Lai, hoa sen hóa sinh. Do đó có câu: chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh. Thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng nam, đến xứ Hải Triều, thấy vườn phổ trang nghiêm tường rào bằng các thứ báu bao bọc chung quanh. Thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng nam, đến xứ Hải Triều, thấy vườn hoa phổ trang nghiêm tường rào bằng các thứ báu bao bọc chung quanh. Đây là việc trang nghiêm thứ nhất ở trong vườn, tức là các báu bao quanh. Tất cả cây báu thẳng hàng trang nghiêm, tất cả cây hoa báu mưa xuống các hoa đẹp rải khắp mặt đất, tất cả cây hương báu hương thơm ngào ngạt sâu khắp mười phương, tất cả cây tràng hoa báu mưa xuống tràng hoa báu lớn nơi nơi thòng xuống, tất cả cây mani vương báu mưa xuống đại mani báu đầy rẫy khắp nơi, tất cả cây y phục báu mưa xuống đủ thứ y màu sắc tùy theo sở ứng dâng bày khắp nơi, tất cả cây âm nhạc gió động thành tiếng, tiếng đó rất hay hơn hẳn nhạc trời, tất cả cây đồ trang nghiêm đều mưa xuống đồ vật chân ngoạn kỳ diệu phân bố khắp nơi dùng để nghiêm sức, tất cả các cây báu đều rất thẳng hàng trang nghiêm, tất cả cây hoa báu đều mưa xuống các hoa đẹp rải khắp mặt đất để nghiêm sức, tất cả cây hương báu đều tỏa ra hương thơm ngào ngạt xông khắp mười phương pháp giới, tất cả cây tràng hoa báu đều mưa xuống tràng hoa báu lớn từ những nhánh cây nơi nơi thòng xuống, tất cả cây mani vương báu đều mưa xuống đại mani báu đầy rẫy khắp vườn, tất cả cây y phục báu đều mưa xuống đủ thứ y màu sắc tùy theo góc độ khác nhau trong vườn mà giăng bày khắp nơi, tất cả cây âm nhạc gió thổi động thành tiếng nhạc, tiếng nhạc đó rất hay êm tai, hay hơn âm nhạc ở trên trời, tất cả cây đồ trang nghiêm đều mưa xuống đồ vật chân ngoạn kỳ diệu phân bố khắp nơi dùng để nghiêm sức vườn hoa. Đây là việc trang nghiêm thứ hai, tức rừng cây thẳng hàng, mặt đất vườn đó thanh tịnh không có cao thấp, trong đó có đủ trăm vạn điện đường làm bằng đại mani báu hợp thành, có trăm vạn lầu cát vàng diêm phù đàn che phủ phía trên, có trăm vạn cung điện báu tỷ lô giá na mani xen lẫn trang nghiêm. Mặt đất vườn phổ trang nghiêm đó rất thanh tịnh, không có sự cao thấp, không bằng phẳng. Trong vườn đó có đủ trăm vạn tòa điện đường đều làm bằng đại mani báu hợp thành, lại có trăm vạn lầu các, trên đỉnh lầu các đó đều làm bằng vàng diêm phù đàn che phủ phía trên, lại có trăm vạn tòa cung điện đều dùng báu tỷ lô giá na mani xen lẫn trang nghiêm. Đây là việc trang nghiêm thứ ba, tức cung điện lầu các nghiêm lệ, có một vạn ao tắm các báu hợp thành, lan can bằng bảy báu bao bọc chung quanh, thềm đường bằng bảy báu phân bố bốn phía, nước tám công đức trong suốt tràn đầy, nước đó hương thơm như chiên đàn trên trời, cát vàng rải đáy ao, thủy thanh bảo châu xen lẫn khắp nơi, nhiều loại chim đẹp du ngoạn trong đó, vàng tiếng hỏa nhã cây bảo đa la khắp nơi thẳng hàng, lưới báu giăng phủ thòng xuống các linh vàng, gió nhẹ thổi động luôn vang ra tiếng hay, giăng màn báu lớn cây báu chung quanh kiến lập vô số tràng mani báu
quang minh chiếu khắp trăm ngàn do tuần, lại có một vạn ao tắm, đều là các báu hợp thành, đó đều là cảnh giới của vạn Phật thành. Lan can làm bằng bảy báu để bao bọc chung quanh, thềm đường làm bằng bảy báu phân bố bốn phía, nước tám công đức trong suốt tràn đầy ở trong đó. Nước tám công đức có đủ tám lợi ích: một trong mát, hai mát mẻ, ba ngon ngọt, bốn nhẹ nhàng, năm thấm nhuận, sáu an hòa, bảy uống vào trừ khát và tất cả các bệnh hoạn, tám tăng ích nuôi lớn căn lành. Nước tám công đức đó thơm tho như trên đàn trên trời, là một loại hương trên đàn rất ít có. Lại có cát vàng rải dưới đáy ao, có thủy thanh bảo châu xen lẫn khắp nơi trong ao, lại có nhiều loại chim đẹp du ngoạn ở trong vườn đó, đều hót vang lên tiếng hòa nhã. Lại có cây bảo đa la bao quanh bốn phía, thẳng hàng ngay ngắn, lại dùng lưới bóng răng phủ phía trên, có rất nhiều linh bằng vàng thòng xuống, khi gió nhẹ thổi động luồn vàng ra tiếng hay vi diệu. Lại răng màn báu lớn có vô số cây báu chung quanh bốn phía, lại kiến lập vô số tràng mani báu, quang minh chiếu khắp trăm ngàn do tuần. Đây là việc trang nghiêm thứ tư, tức là ao hình cong hoa sen xanh. Trong vườn đó lại có trăm vạn ao nhỏ bùn hắc trên đàn lắng động dưới đáy ao, tất cả báu đẹp dùng làm hoa sen nở rộ khắp trên mặt nước, hoa đại mani ánh sáng chiếu soi. Trong vườn đó lại có trăm vạn ao nước nhỏ hương thơm bùn hắc trên đàn lắng động dưới đáy ao, có đủ thứ báu đẹp dùng làm hoa sen đều nở rộ khắp trên mặt nước, có hoa báu đại mani ánh sáng chiếu soi khắp mười phương. Đây là việc trang nghiêm thứ năm, tức ánh sáng từ ao phát ra. Trong vườn đó lại có cung điện rộng lớn tên là trang nghiêm tràng hải tạng, nền làm bằng báu đẹp, cột làm bằng báu tỷ lưu ly, vàng diêm phù đàn che phủ phía trên, quang tạng mani dùng để trang nghiêm, có vô số bảo vương ánh sáng rực rỡ, lầu nhiều tầng giáp với gác đủ thứ sự trang sức. Hương vương Aluna, hương vương giác ngộ đều tỏa ra hương thơm vi diệu xông khắp tất cả. Trong cung điện đó lại có vô lượng tòa hoa sen báu bảy bố giáp vòng, đó là tòa hoa sen mani báu chiếu sáng mười phương, tòa hoa sen tỷ lô giá na mani báu, tòa hoa sen mani báu chiếu sáng thế gian, tòa hoa sen diệu tạng mani báu, tòa hoa sen sư tử tạng mani báu, tòa hoa sen ly cấu tạng mani báu, tòa hoa sen phổ môn mani báu, tòa hoa sen quang nghiêm mani báu, tòa hoa sen an trụ đại hải tạng thanh tịnh mani báu, tòa hoa sen kim cang sư tử mani báu. Trong vườn rừng phổ trang nghiêm đó lại có cung điện rộng lớn tên là trang nghiêm tràng hải tạng, đèn làm bằng báu đẹp, cột làm bằng báu tỷ lưu ly, vàng diêm phù đàn che phủ phía trên cung điện, có quang tạng mani dùng để trang nghiêm cung điện, có vô số bảo vương ánh sáng rực rỡ, có lầu nhiều tầng giáp với gác đủ thứ sự trang sức. Hương vương Aluna, hương màu đỏ, hương vương giác ngộ, ai ngửi được hương này liền giác ngộ, đều tỏa ra hương thơm vi diệu xông khắp tất cả mười phương thế giới. Trong cung điện đó lại có vô lượng tòa hoa sen báu bảy bố thẳng hàng giáp vòng, đó là tòa hoa sen mani báu chiếu sáng mười phương, tòa hoa sen tỷ lô giá na mani báu, tòa hoa sen mani báu chiếu sáng thế gian, tòa hoa sen diệu tạng mani báu, tòa hoa sen sư tử tạng mani báu, tòa hoa sen ly cấu tạng mani báu, tòa hoa sen phổ môn mani báu, tòa hoa sen quang nghiêm mani báu, tòa hoa sen an trụ đại hải tạng thanh tịnh mani báu, tòa hoa sen kim cang sư tử mani báu. Đây là việc trang nghiêm thứ sáu, tức trang nghiêm điện đường. Trong vườn đó lại có trăm vạn thứ chướng, đó là chướng y, chướng man, chướng hương, chướng hoa, chướng cảnh, chướng mani, chướng vàng thật, chướng đồ trang nghiêm, chướng âm nhạc, chướng voi chúa thần biến, chướng ngựa chúa thần biến, chướng đế thích đeo mani báu. Những chướng như vậy có hàng trăm vạn thứ. Lại có trăm vạn lưới báu lớn che trùm phía trên, đó là lưới linh báu, lưới lọng báu, lưới thân báu, lưới hải tạng trân châu, lưới cam lưu ly mani báu, lưới sư tử mani, lưới nguyệt quang mani, lưới đủ thứ hình bóng các hương, lưới mũ báu, lưới anh lạc báu. Những lưới như vậy có hàng trăm vạn thứ.